Vâng, kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5 2019, chúng ta lại quay lại về vấn đề ở họp Quốc hội. Đó là cái vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua, sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất có lẽ là rất nghiêm trọng, cho nên ngày hôm nay ông cũng không thể xuất hiện để tự đọc cái công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế trước Quốc hội như đã hứa. Và thay vào đó là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã trình đến Quốc hội công ước số 98 của tổ chức này về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Thời báo đã mời luật sư Nguyễn Văn Đài ngày hôm nay tới đây để giao lưu cũng như trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Chào luật sư Nguyễn Văn Đài ạ. Vâng, xin chào nhà báo Lê Trung Khoa cùng tất cả quý khán giả. Vâng. Dạ vâng, hôm nay cũng rất là may mắn là được gặp luật sư và được luật sư tiếp tục cho những thông tin quý báu. Câu hỏi đầu tiên xin hỏi luật sư là ông có thể cho biết qua về cái công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế, viết tắt là ILO, tức là để quý khán giả của Thời báo.de có thể biết được thông tin được không ạ? Vâng, thì Tổ chức Lao động Quốc tế thì họ có rất nhiều các cái công ước quốc tế, nó có đến từ số 01 cho đến số khoảng 117, 118 gì đó. Thì nhưng trong số các công ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế thì nó có 3 công ước rất là quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái người lao động và quyền của người lao động, thì gồm có công ước số 87, công ước số 98 và công ước số 105. Thì khi mà Việt Nam tham dự vào tổ chức cái hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP trước đây á, và sau này là TPP á, thì trong đấy có một điều khoản là buộc Việt Nam phải ký các cái công ước quốc tế về lao động này để nhằm bảo vệ một cái quyền rất là cao của người lao động, đó là quyền tự do hiệp hội. Và khi Việt Nam tham gia đàm phán với lại EU để ký hiệp định tự do thương mại song phương thì ba cái công ước quan trọng nhất này thì cũng được EU nêu lên đề nghị Việt Nam cần phải tham gia ký kết. Thế nhưng mà phía Việt Nam hiện nay thì cho ngày mai thì mới chấp nhận ký trình Quốc hội cái công ước duy nhất, đó là công ước số 98. Thì công ước số 98 này thì được thông qua vào ngày 1 tháng 7 năm 1949, tên công ước là công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Thì công ước được đàm phán và được ký tại Geneva, Thụy Sĩ. Thì trong cái nội dung của công ước này thì nếu so sánh về cái tính hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích của lao động thì cái công ước này là công ước nhất trong ba công ước mà cộng đồng quốc tế yêu cầu Việt Nam phải ký kết. Thì nó chỉ là trong công ước này nội dung của nó là chỉ bảo vệ người lao động mà không bị ép buộc phải từ bỏ công đoàn hoặc là ép buộc phải tham gia công đoàn. Thứ hai á, là phải khuyến khích người lao động để người đó tham gia công đoàn hoặc là sinh hoạt công đoàn, tức là chủ lao động phải đảm bảo cho người lao động được quyền tự do sinh hoạt công đoàn ngoài giờ lao động, và nếu như trong giờ lao động người sử dụng lao động đồng ý thì người lao động cũng được quyền tham gia cái sinh hoạt công đoàn ở trong cái thời gian làm việc của mình. Và công ước này nhằm chống lại tất cả sự can thiệp của chức của người lao động hay là tổ chức của người sử dụng lao động, để tránh cái sự can thiệp của cái chuyện đó với nhau. Ví dụ như là anh dùng tiền để nâng đỡ một cái tổ chức của lao động để điều tiết hay là quản lý hay là làm sao lán cái mục đích hoạt động của cái tổ chức công đoàn theo ý của mình, thì cái công ước này nó cấm cái sự can thiệp giữa tổ chức của người lao động và tổ chức của người sử dụng lao động. Và thứ hai, một điều nữa là công ước này nó khuyến khích việc các cái tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động đàm phán với nhau để tiến đến ký kết một cái thỏa ước lao động tập thể, nó tính chất ràng buộc cao hơn và nó mang tính chất đông, mang tính chất cho tập thể của lao động. Thì đây là một cái công ước nó chỉ khuyến khích cái chuyện giữa và mối quan giữa người chủ sử dụng lao động và người lao động mà thôi, chứ nó không quan nhiều đến các cái động công đoàn hay là cái hoạt động mang tính chất xã hội dân sự ở bên ngoài. Cho nên là phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn cái công ước này để đưa ra ký kết trước họ, khi mà họ đàm phán hay là đi cho các bản chính phủ đi vận động các để thông qua cái hiệp định EVFTA á, thì họ nói là đấy, chúng tôi đã có ký một cái công ước rồi, thế thì bảo là sẽ tiến hành ký tiếp các công ước tiếp theo, nhưng mà những cái công ước quan trọng nhất thì họ chưa ký. Đấy, nhẽ như tôi có nói một trong lần trước đó, thì nếu như một quyền cộng sản hay là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, họ xưng nhận là họ đại diện cho tầng lớp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, tức là đại diện cho tầng lao động, thì những cái công ước đấy là những công ước bảo vệ thiết thực nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của lao động, nhưng họ lại chưa ký một công ước nhẹ nhất, tức là nó cái phạm vi bảo vệ
quyền ích hợp pháp của đồng cộng rất là ít để họ tham ký chết trước, thì đấy là tôi thấy là cái tính toán rất là không có hay ho trong cái vấn đề này của nhà quyền cộng sản Việt Nam. Vâng. Cái điều thứ hai mà cũng như rất nhiều người quan tâm đó là hiện nay nhà cầm quyền Việt Nam vẫn còn lẩn tránh và không thấy chịu ký bốn công ước ILO, trong đó có công ước 98. Nhiều người tự hỏi không hiểu tại sao Việt Nam lại gấp rút trình Quốc hội về công ước này, một công ước với nội dung thuận lợi cho người lao động và gây hại cho quốc gia độc tài như Việt Nam chẳng hạn. Thì xin ông đưa ra nguyên nhân và hành động lạ đùng của Việt Nam trong lúc này ạ. Vâng, thì chúng ta biết rằng vào tháng 6 tới đây á, thì Hội đồng châu Âu á, tức là hội đồng của những các nhà lãnh đạo 28 nước thành viên EU sẽ họp tại Brussels. Thì trong cái hội nghị này á, thì họ sẽ quyết định có thông qua cái hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU hay không. Thì tôi cho rằng là việc Quốc hội Việt Nam cấp đưa cái công ước ra để phê chuẩn á, thì họ nhằm ý đồ đó, tức là nhằm làm sao để có một cái gì đó thể hiện được cái sự nhân nhượng của họ trong vấn đề mà họ đã đàm phán trước cái đề nghị của EU cũng như là Hội đồng châu Âu hay là của châu Âu. Thì tôi rằng đây là một cái kế sách trong cái vấn đề đối ngoại của họ mà thôi, chứ không phải thực tâm trong vấn đề là bảo vệ quyền người lao động. Bởi vì cái công ước này á, nó có, như tôi nói, nó có từ mùng 1 tháng 7 năm 1949, mà nếu chỉ tính từ sau ngày 34 năm 1975 á, thì đến nay đã trên 40 năm rồi, họ cầm quyền rồi mà họ lại không ký những công ước để bảo vệ cho những người mà nuôi sống họ, đã đóng thuế cho họ, thì điều rất là bất hợp lý, nó không có bằng ở đây ạ. À, vâng. Thưa luật sư Vương Văn Đài, trong bốn công ước của còn lại của ILO mà Việt Nam không chịu ký, như công ước 87 năm 1948 về quyền tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức, gọi tắt là công ước 87, được coi là tử huyệt mà nhà nước độc tài toàn trị ở Việt Nam không mong muốn tham gia. Tuy nhiên, khi tham gia các hiệp định thương mại tự do như CPTPP hay hiệp định thương mại với châu Âu là EVFTA, Việt Nam sẽ không thể né tránh mãi công ước 87. Theo anh và theo luật sư, việc phê chuẩn công ước 98 có phải là một hành động lừa dối và câu giờ của chế độ độc tài hay không? Và ông có thể phân tích thêm cho bạn đọc hiểu về vấn đề này. Vâng, thì tôi đã nói đấy, thì vào tháng 6 tới đây thì Hội đồng châu Âu sẽ họp để quyết định việc có thông qua cái hiệp định tự do thương mại song phương giữa Việt Nam và EU hay không. Thì đây là một biện pháp để nhằm cái chính sách đối ngoại của chính quyền cộng sản đối với EU. Và trong cái ba, anh nói là bốn nhưng mà tôi cho rằng là chỉ còn ba cái công ước quan trọng thôi. Thì trong đó quan trọng nhất là công ước 87, nó quy định về quyền được tự do hiệp hội. Thì đây là một quyền rất quan trọng, bởi vì tôi cho quý vị xem về cái đọc những cái nội dung của cái công ước này để quý vị thấy rằng nó quan trọng đến mức độ như nào. Thì ngay trong lời nói đầu á, thì trong điều lệ của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO á, thì họ đã tuyên bố thừa nhận rằng gì? Thừa nhận nguyên tắc tự do hiệp hội là một phương tiện cải thiện điều kiện lao động và thiết lập hòa bình. Đó, thì đồng thời á, thì nó còn khẳng định lại rằng là gì? Tự do phát biểu và tự do hiệp hội là điều kiện thiết yếu để duy trì sự tiến bộ. Và nhờ cái công ước này á, thì nó tạo ra những nguyên tắc để làm cơ sở cho một cái quy phạm pháp luật quốc tế để các nước có thể đàm phán với nhau hay là có thể bảo vệ cho người lao động. Ví dụ một cái người lao động ở Việt Nam bị vi phạm các cái quyền lao động thì không chỉ nó được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam mà nó còn được bảo vệ bởi pháp luật quốc tế. Và nếu như cái tòa án của Việt Nam mà không đưa ra được cái phán quyết công bằng cho người lao động thì cái người lao động đó có quyền kiện ra cái tòa án quốc tế để bảo vệ cho cái quyền của mình. Một khi mà Việt Nam ký vào công ước 87, đấy là cái điều tôi thấy là cái tầm quan trọng của nó là như vậy. Nó cho phép người Việt Nam, cùng những người lao động Việt Nam ấy có quyền khiếu nại ra các tổ chức quốc tế khi một cái quyền với hợp pháp của họ bị xâm phạm. Và trong điều 2 ấy, của cái công ước 87 ấy, nó quy định rất là rộng rãi, người lao động và người sử dụng lao động không phân biệt bất kỳ hình thức nào đều không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập tổ chức theo sự lựa chọn của mình, và với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức đó. Đây là một cái điều tuyệt vời, rất là hay. Tức là người ta không cần xin phép. Nếu như các tổ chức công đoàn mà đã thành lập trước thì người ta có thể tham gia mà không cần phải
xin phép, miễn là người ta chấp những cái điều lệ của cái tổ chức đó. Cái thứ hai á, người ta có thể quyền tự thành lập cái tổ chức của mình mà không cần bất kỳ xin phép của bất kỳ một cái cơ quan nào. Đây là nó bởi vì nó là một cái tổ chức tự nguyện để bảo vệ những cái quyền lợi ích của họ trong cái quá trình họ lao động cống hiến cho doanh nghiệp họ làm thuê, cũng là họ cống hiến để đóng thuế để nuôi dưỡng cái chính quyền đó. Cho nên quyền đấy là quyền riêng của họ mà họ không cần chi. Đấy là cái tính chất của nó. Bây giờ nay cho biết rằng từ sau 1994-1995 thì chế độ cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm một cách để hạn chế hay là tước đoạt những cái quyền của tự do hiệp hội hay là tự do thành lập hội mà đã được ghi nhận hiến pháp, bắt đầu từ hiến pháp năm 1946. Hiến pháp đầu thì đã quy định công dân Việt Nam mà có quyền tự do họp, tự do hiệp hội rồi. Thế nhưng mà cho đến tận giờ này á thì cái luật về hội vẫn chưa được thông qua, mà khi mà anh muốn thành lập anh phải qua rất nhiều những cái thủ tục, mà chỉ những cái tổ chức nào mà gọi là cánh tay nối dài của các cơ quan chính quyền của hay là của tổ chức đảng cộng sản thì mới được thành lập. Còn các cái tổ chức mà gọi là mang tính rất độc lập thì gần như không bao giờ có cơ hội được thành lập ở chính Việt Nam. Nhưng mà khi Việt Nam á, mà ký vào công 87 này thì nó cái tính ràng buộc pháp lý rất là cao, và người cả một công dân Việt Nam anh đều quyền tự do hiệp hội mà không cần phải xin phép. Thì đấy là một những cái điều học trong cái điều 4 được ạ. Họ quy định rất là chặt chẽ là gì, các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động không thể bất cứ một cơ quan hành chính nào buộc phải giải tán hoặc đình chỉ. Đấy, tức là ở Việt Nam với thường họ hay dùng cửa ủy ban các cấp để đình chỉ hoạt động của cái hiệp hội hay một cái gì đó. Thế nhưng mà ở đây không được phép. Anh muốn đình chỉ một cái tổ chức nào đó thì anh đưa cái tổ chức đó ra tòa, mà khi anh ra tòa anh phải đưa ra các cái bằng chứng là cái tổ chức này nó vi phạm những cái điều luật nào, và cái việc vi phạm đó có dẫn đến việc đóng cửa hay đình chỉ hoạt động của nó hay không, chứ không phải là mỗi cơ quan hành chính cấp tỉnh hay cấp huyện hay là ông chính phủ ông có quyền ra quyết định hành chính là thích đóng cửa một cái tổ chức nào là đóng cửa. Cái đấy thì trong cái 87 này nó hoàn toàn vô hóa những cái quyết định của các cơ quan hành chính. Và một trong những cái điều quan trọng tiếp theo á, là việc có cái pháp nhân của các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động, của các liên đoàn và các tổng liên đoàn của các tổ chức đó không thể phụ thuộc vào những điều kiện có tính chất hạn chế việc áp dụng những quy định ở điều 2, điều 3 và 4 trên đây. Tức là cái việc mà người ta có cần tư cách pháp nhân hay không ấy, thì đấy là cái quyền của các cái tổ chức công đoàn mà khi người ta thành lập, người ta muốn tư cách pháp nhân thì người ta sẽ có quyền đăng ký, lúc bây giờ mới cần đăng ký theo luật. Tức là khi mà Việt Nam ký công ước này thì anh phải ra một cái luật về hội. Nếu như các tổ chức được lập ngoài tự nguyện, anh không cần tài khoản ngân hàng, không cần có con dấu để anh đi vận động tài chính loại khác thì anh không cần phải đăng ký, anh tự do hoạt động. Còn nếu trường hợp anh cần đến các pháp nhân để mở tài khoản ngân hàng, hay anh mua tài sản để làm trụ sở, hay là mua các phương tiện đi lại để nhân danh của các tổ chức đó, thì lúc bấy giờ người ta mới cần phải đăng ký với một cơ quan có thẩm quyền. Và trách nhiệm của Quốc hội là phải ban hành cái luật về đó để cho các cái tổ chức họ tự do thành lập đó họ có cơ hội đăng ký nếu họ cần đến các pháp nhân. Thì nói chung là cái công ước này nó còn rất nhiều những cái điều khoản khác nhau, nhưng mà đấy tôi chỉ đọc qua lướt qua một số điều như vậy để chúng ta thấy rằng là một khi Việt Nam mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam á, mà ký kết và tham gia công ước số 87 này á, thì chắc chắn nó sẽ mở ra một cái chuỗi thay đổi hoàn toàn một cái nền chính trị Việt Nam trong một ngắn, bởi vì khi đó tất cả mọi nếu chúng ta làm công tác truyền thông tốt để cho phổ biến tất cả hàng chục triệu người lao động họ đều có quyền tham gia hiệp hội, thì đúng rồi cái sự thay đổi đó nó là hoàn toàn, và lúc đó đảng cộng sản Việt Nam không thể còn khả năng để có kiểm soát được những việc đó, bởi vì họ đâu cần xin phép đâu, theo công ước là không cần xin phép, họ có quyền thành lập nhóm 5 người, 3 người, thậm chí hàng trăm người, nếu họ không cần các pháp nhân thì họ cần phải đăng ký với bất kỳ một cơ quan nào, và kể cả khi họ đăng ký rồi á, không phải các con hành chính của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn đóng cửa họ cũng phải đóng, mà anh muốn cấm một cái tổ chức nào đó hoạt động thì anh phải đưa cái tổ chức đó ra tòa theo một cái trình tự thủ tục pháp lý nhất định. Vâng, xin gửi lại cho anh. Vâng, quả thật những chia sẻ của luật sư rất quý giá, và đặc biệt là khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường nói là đại diện của giai cấp công nhân và nông dân của Việt Nam, thì những cái quyền lợi đó sẽ rất quan trọng với họ. Nhưng gần đây thì luật sư và nhiều người cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội cũng như những báo chí nhà nước cũng đã đăng quyền lợi của người nhân dân, của người lao động luôn bị xâm phạm với việc là bị lao động cưỡng bức, rồi lao động quá giờ làm việc, và thậm chí cả những trẻ em cũng phải lao động. Và cho đến ngày hôm nay thì có một điều rất đặc biệt là có một bạn đọc muốn hỏi một câu hỏi tiếp theo, là như luật sư và quý vị đã biết đấy, thì sáng nay báo chí trong nước đưa tin thì bà Đặng Thị Ngọc Thịnh,
Phó Chủ tịch nước đã nhận sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để trình Công ước 98 quan trọng này lên Quốc hội. Như vậy là ông Trọng vẫn tiếp tục không xuất hiện để làm việc. Vậy luật sư đánh giá nhận xét thế nào về sức khỏe và sự biến mất của Nguyễn Phú Trọng trong đối với cả một cái việc mà trình cái Công ước 98 lên Quốc hội rất quan trọng này? Vâng, như chúng ta biết đấy, cái từ khi ông Trọng mà lên làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đó, thì đây là một cơ hội tốt để ông ta thể hiện cái vai trò của mình trong quan hệ quốc tế, tức là đọc một cái tờ trình trước Quốc hội về một công ước quốc tế, mà có lẽ lần đầu tiên ông ta đọc cái tờ trình như vậy trước Quốc hội, thì nó rất là vinh dự và vẻ vang cho bản thân ông Trọng. Nhưng mà ông ta không thể xuất hiện được thì chúng ta thấy là sức khỏe nó ở mức độ như nào rồi. Chúng ta biết là sau khi ông ta đi Kiên Giang làm việc đó, rồi bị có tin đồn là bị đột quỵ, rồi sau đó trở ra Hà Nội để chữa bệnh, và đúng một tháng sau cái ngày có tin tức bị đột quỵ đó thì ông ta mới xuất hiện đầu tiên để họp những cái lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi ngày hôm sau thì họp Bộ Chính trị, ngày tiếp theo nữa 3 ngày liền thì họp Hội nghị Trung ương, và trong tất cả 5 ngày đó thì ông ta xuất hiện rất đậm đặc và chỉ đạo sát sao cái cuộc họp của Đảng. Thế thì cuộc họp bên Quốc hội thì nó lại thuộc mặc dù là vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ yếu thôi, nhưng mà nó lại thuộc thành phần khác. Thì chúng ta có thể bình luận rất nhiều lý do. Thứ nhất, ông ta coi trọng cái công việc của Đảng hơn là công việc của nhà nước. Đấy, với vai trò chủ tịch nước của ông ta thì ông ta có thể không coi trọng đó, bởi vì cái việc ở Quốc hội thì việc ông ta họp Đảng, ông ta chỉ đạo trong hội trung ương xong, vì hầu như các cái vị trí lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội như là chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội hay là các cái ủy ban liên quan của Quốc hội chẳng hạn, thì cũng đều là thành viên của Ủy ban Trung ương cả. Thì ông ta đã chỉ đạo phải làm cái này như này rồi ấy, thì là xong rồi. Việc ông ta xuất hiện trước Quốc hội là không cần thiết. Đấy, có thể là trong thâm tâm của ông ta như thế. Nhưng mà cái cuối cùng vẫn là lý do sức khỏe. Nếu ông ta khỏe thì ông ta tiếp tục để chỉ đạo, mặc dù có thể không coi trọng. Thế nhưng mà đây có thể thấy là Nguyễn Phú Trọng là có vấn đề rất là nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe. Hoặc tôi cũng nghe những cái tin đồn khác là ông ta đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc cũng như là chuyến thăm Hoa Kỳ, cho nên ông ta giảm bớt những cái hoạt động ngoài bên ngoài của Đảng, tức là những cái hoạt động của Đảng quan trọng thì ông ta tập trung vào đó, còn ngoài ra thì ông ta nghỉ để tập trung điều trị nốt cái phục hồi lại cái sức khỏe của mình cũng như dưỡng sức để chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc cũng như chuyến thăm Mỹ tới đây. Đấy là theo những cái tin đồn là như vậy. Thế thì chúng ta biết rằng là đất nước của chúng ta thì có 95 triệu người dân ở trong nước, khoảng 4 triệu người đang sinh sống ở hải ngoại. Thì chúng ta có biết bao nhiêu những cái người tài năng của đất nước, họ được học hành đào tạo từ những cái trường danh giá trên thế giới, và họ có cái tầm nhìn về, họ có những cái phương pháp quản lý kinh tế hay là có khả năng kỹ trị đất nước rất là tốt. Nhưng mà tại sao chúng ta lúc nào cũng phải quan tâm hay là trông chờ vào một ông già năm nay 75 tuổi, sức khỏe thì đã yếu rồi, mà còn có mệnh danh là trọng lú, rồi được mệnh danh là bảo thủ, là hết sức giáo điều. Thế thì một cái người như vậy lại giữ hai cái trọng trách lớn nhất, một cái trọng trách của một cái đảng cầm quyền và một trọng trách của một nhà nước như vậy, thì rõ ràng nó là một cái người ngồi cản trở cái sự phát triển hay cái sự thăng hoa của một đất nước, của một dân tộc. Đấy là một cái điều rất là bất hạnh đất nước dân tộc chúng ta. Tại sao chúng ta phải quan tâm đến quá nhiều đấy? Cái điều chúng ta quan tâm là chúng ta phải làm gì để thay đổi được cái tình trạng đó, tức là không chấp nhận một cái việc là ai đứng đầu nhà nước hay ai đứng đầu chính phủ là chuyện riêng của Đảng, mà đây là chuyện của toàn thể quốc dân, toàn thể đồng bào, là chuyện của 95 triệu người dân Việt Nam, chứ không thể để cho 200 ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị họ quyết định tất cả mọi cái tương lai của đất nước, dân tộc mình. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải thức tỉnh, nhìn thấy rõ điều đó, và chúng ta cần phải nhân cái dịp này, nhân cái dịp ông Trọng đang nghỉ dưỡng bệnh, không đủ sức khỏe để hiện cùng một lúc hai cái nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ của Đảng, một cái Đảng cầm quyền, và một cái nhiệm vụ một người đứng đầu nhà nước. Đấy, như vậy là không được. Chúng ta cần phải đòi hỏi ông ta cần phải từ chức ngay lập tức, và cần phải đòi hỏi Quốc hội và Đảng Cộng sản Việt Nam là cần phải sửa đổi các cái điều luật hay là ra những cái đường mới để tạo điều kiện cho tất cả công dân Việt Nam có quyền tham gia ứng cử cũng như bầu cử vào những cái vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà nước. Chúng ta không thể chấp nhận cái chuyện đó là chuyện trước đây hàng bao nhiêu thập kỷ rồi, Cộng sản ở Việt Nam họ thao túng tất cả quyền lực, từ người trưởng thôn hay thậm chí là đội trưởng sản xuất ở vùng nông thôn
cho đến người đứng đầu nhất đều là trong tay của các tổ chức của Đảng Cộng sản cả, họ thao túng tất cả. Ngày nay thì trong một cái xã hội hội nhập quốc tế như vậy, chúng ta không thể chấp nhận một cái tình trạng thế nữa, mà chúng ta cần phải có cái sự đòi hỏi. Cái sự đòi hỏi đầu tiên mà chúng ta cần lên đó, cần thể hiện đó là tất cả những cộng đồng mạng hàng 40 triệu người Việt Nam ở trong nước đang sử dụng mạng Facebook cần phải bày tỏ cái quan điểm của mình, cái ước muốn, mong muốn của mình là bây giờ chúng ta cần ông Trọng phải từ chức và chúng ta cần phải được tự do ứng cử cũng như bầu cử một cái người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là nên quan tâm điều đó và cần phải thể hiện cái mong muốn của mình về điều đó. Vâng, quả thật những cái thông tin đó thì rất là quý, và ngay cả ở Đức và nhiều người Việt Nam ở châu Âu cũng đã chia sẻ riêng rằng họ cũng rất muốn được bỏ cái lá phiếu của mình, nhưng về Việt Nam mà bỏ phiếu, hoặc là mặc dù họ còn công dân Việt Nam, hoặc ngay cả những người nhà trong nước, họ cũng nói sang rằng những cái việc mà đảng cử dân bầu đấy thì nó thành ra cái việc mà bầu cử rất là khó khăn, đúng không ạ? Và chắc chắn là thời gian tới thì sẽ còn phải có nhiều thay đổi. Như các bạn đã biết và nhiều luật sư đã biết rằng trong cái thời gian kỳ họp ở Trung ương 10 vừa qua thì ông Nguyễn Phú Trọng có xuất hiện, nhưng mà ông chỉ ngồi, và chính vì đó là những cái đại biểu khác phát biểu lần đầu tiên cũng chỉ có ngồi thôi ạ. Và có một bạn đọc bạn cũng hỏi rằng thế thì bây giờ ông ấy không thể đứng được ông nói, thì bây giờ ông ngồi ông làm, thế thì cuộc họp tới khi mà gặp gỡ hoặc là khi ông nặng lên một cái tình trạng cứ như thế này mãi và ông ấy vẫn cứ cố giữ hai cái chức vụ lớn nhất trong đảng, đó là chức tổng bí thư và một chức vụ khác là trong chính phủ, ở chính quyền, đấy là chủ tịch nước, thì khi mà ông ốm nặng hơn thì ông nằm ra, thì chẳng nhẽ là cả trung ương cũng phải nằm để họp à? Đấy. Đấy, thì luật sư có thể cho biết cái thông tin là tại sao những người trong đảng như vậy mà họ lại cũng phải nhún nhường như vậy, mà họ không có cái ý kiến gì để cho cái việc đó cứ diễn ra mãi như vậy ạ? Thì tôi nghĩ là trong ngay chúng ta thấy rằng là để xem cái phản ứng của trung ương như thế nào thì ta ngược lại một chút, tức là khi mà bỏ phiếu kỷ luật ông Tất Thành Cang á, thì cũng chỉ có 67% số ủy viên trung ương đồng ý thôi, tức là còn đến 33% là không đồng ý. Thì tất nhiên nó không đồng ý với cái đấy là đề nghị của Nguyễn Phú Trọng đưa ra đấy, mà người ta đã không đồng ý với Nguyễn Phú Trọng. Thì tôi nghĩ rằng là cái khi mà bây giờ cái tình trạng của Nguyễn Phú Trọng mà bị ốm như vậy, không có điều hành được cái cuộc họp của Quốc hội cũng như là làm tròn cái vai trò của chủ tịch nước để đọc tờ trình đó, thì rõ ràng nó sẽ tiếp tục dấy lên cái sự bất bình ngay trong các ủy viên trung ương, chứ không nói gì đến những thành phần bên ngoài xã hội. Thì tôi tin rằng là cái số lượng mà ủy viên trung ương hiện nay mà không hài lòng Nguyễn Phú Trọng, họ muốn ông ấy từ chức để họ bản thân họ nội bộ bầu với người khác, tôi nghĩ rằng chắc chắn là 95% rồi, và họ có dám thể hiện cái việc đó ra bên ngoài hay không. Ta phải xét cái tương quan lực lượng. Ông Nguyễn Phú Trọng thì khi mà ông đánh bại Nguyễn Tấn Dũng thì được rất nhiều những cái thế lực chống lưng, đặc biệt là cái giới chức quốc phòng của Bộ Quốc phòng chống lưng cho ông ta, rồi Tổng cục Tình báo 2 của Bộ Quốc phòng. Đấy là khái ông ta nắm được những cái đó, và ông ta đã gây áp lực để buộc Dũng phải ra đi, và nhờ từ đó cái vị thế của ông ta hay là cái quyền lực của ông ta rất là cao, làm cho đa phần các ủy viên khác mặc dù có thể không hài lòng với điều đó nhưng mà cũng phải nhún nhường hoặc là chấp nhận. Bởi vì chúng ta biết rằng là cộng sản ấy, họ thì tạo ra một cơ chế duy trì cái mức lương thấp của cán bộ công chức, mà anh muốn sống công cuộc sống tốt thì anh phải có thế này thế nọ. Thì đương nhiên ý, tất cả những điều đó thì không thể nào lọt qua được cái con mắt của cái cơ quan tình báo hay là cơ quan an ninh Việt Nam được, cái đấy chắc chắn. Nếu anh ở Việt Nam biết rằng tất cả mọi cơ quan cấp bộ, từ cấp bộ hay là tổng công ty nhà nước thôi, cực ninh luôn luôn có một người họ cử vào đó cải đó, có thể là người của Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an, có người thì có thể thuộc Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Luôn luôn có một cái người ở trong tất cả các cơ quan nhà nước, họ giám sát tất cả. Cho nên kỳ một cái vị quan chức nào có tham nhũng hay là có tham mô tài sản hay là gì đó thì những người đó họ hoàn toàn họ biết hết, và hàng tháng đương nhiên họ phải lập báo cáo gửi về cấp cao nhất của họ là ông Nguyễn Phú Trọng. Thế đương nhiên ý, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng cái đó để ép các ủy viên trung ương khác. Nếu anh không nghe lời tôi thì anh sẽ phải biết cái thế của anh, tất cả đều nhúng chắc thôi. Cộng sản nó dùng cái chính sách đó để nó trói buộc cái quan chức của nó trung thành với chế độ, và anh muốn trung thành với chế độ thì anh được quyền ở một phạm vi tham nhũng nào đó. Thế thì thường các quan chức ở đây trước đây bị bắt do tham nhũng là một là anh ở phe đối lập với phe ông Trọng, hoặc là thế này thế khác. Đấy thì tôi thấy là gì, tôi thấy ông Trọng ta nắm thóp vào tất cả các cái phần lớn của các ủy viên trung ương, và thậm chí chúng ta nắm đến cả các cái hàng ngũ cấp tỉnh, chủ tịch, cái những người mà không thuộc không phải là ủy viên trung ương nhưng thuộc sự quản lý của ban bí thư,
hay là thuộc sự quản lý của bộ trị thì ông ta đều nắm hồ sơ rất là rõ ràng của tất cả vị quan chức này. Ông ta có đủ khả năng để ép tất cả đó. Cho nên tôi thấy để ông ta ép buộc họ rất là dễ dàng. Đấy, nhưng mà tôi cho rằng đến thời điểm này á, thì cái sự bất bình ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản nó cũng đã bắt đầu dâng cao rồi. Chứ nói gì đến bên ngoài xã hội nữa. Thì qua những chương trình truyền thông này chúng ta phải làm sao giúp cho đặc biệt là những người dân, cư dân mạng để hiểu được cái quyền của họ, để họ dấy lên những cái đòi hỏi đấy. Không thể chấp nhận một cái người ốm đau bệnh tật, bản thân ông ta cũng đã thừa nhận trước Quốc hội khi nhận chức là ông ta yếu, sức yếu, không đủ năng lực, nhưng mà vì Đảng phân công, ông ta làm việc theo chỉ thị của Đảng, chứ không phải là nếu mà hỏi ông ta có muốn không thì mình không biết không, nhưng mà đấy, trong qua lời phát biểu của khi nhậm chức chủ tịch nước, tôi nói là đây là do Đảng phân công, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ đó, mặc dù là năng lực có hạn và sức khỏe cũng đã tuổi cao rồi. Giờ đến lúc này ông ta bị đổ bệnh rồi thì là cái điều mà chúng ta cần, đó là không thể chấp nhận được một con người bệnh tật, giáo điều, bảo thủ, ngồi giữa hai ghế, cản trở cái sự phát triển của cả đất nước, cả dân tộc, 95 triệu dân như vậy được. Vâng, quả thật thì về cái sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, như các bạn cũng đã chứng kiến trong cái chương trình truyền hình thực tế của Thời báo chấm đây lần trước, đó là chúng tôi có phỏng vấn hai bác sĩ, một bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm ở Đức và một bác sĩ khác ở bên Mỹ chuyên về Đông Y, thì một bác sĩ về Tây Y. Thì quả thật là các bác sĩ này đã phân tích rất rõ ràng về việc khi ông Nguyễn Phú Trọng với cái hiện trạng như vậy, với tuổi 75 và với cái sức khỏe như vậy mà khi bị đột quỵ lần thứ nhất, được cho là ở Kiên Giang, thì vấn đề là đột quỵ lần thứ hai hoặc là thời gian tới sẽ rất khó khăn, đặc biệt là về trí tuệ, tức là họ cũng sẽ bị suy giảm về mặt trí tuệ, bởi vì cái não bên trái nó đã có cái vấn đề là bị đột quỵ, chuẩn bị cấp máu bị thiếu. Và có một cái thông tin mà gần ngày hôm nay chúng tôi nhận được từ Hà Nội, đó là việc ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục phải đang tập đi, và hiện nay có một bác sĩ người Trung Quốc đang chữa theo dạng Đông y, và để hy vọng rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thể khỏe lên nhanh hơn. Thế nhưng mà như các bạn cũng đã biết rằng là với 75 tuổi, với cái cường độ làm việc rất là nhiều như thế, thì một sức khỏe của cái người già thì quả thật là khó qua khỏi. Và có một bạn đọc khác có hỏi rằng là theo luật lao động của Việt Nam, việc ông Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện và nghỉ làm hơn tháng như vậy, tức là đến ngày hôm nay đã tháng rưỡi rồi, liệu có phải thì liệu ông ta có bị đuổi việc không ạ? Theo luật sư có thể cho biết ý kiến về cái thông tin này. Thì chúng ta biết rằng là cái luật lao động ấy, thì nó không điều chỉnh cái mối quan hệ về lao động giữa ông Nguyễn Phú Trọng với cái chức vụ của ông ấy. Đấy, nó thuộc về luật công chức viên chức rồi, cho nên là nó không thuộc phạm vi của điều chỉnh của luật lao động. Thế thì trong luật công chức viên chức ấy, thì họ cho một cái người, bất kỳ một cái công chức viên chức nào bị ốm đau thì họ có thời gian nghỉ để họ chữa bệnh. Thì tôi cho rằng là ông Trọng vẫn nằm trong cái thời gian được phép nghỉ. Thế nhưng ở đây á, cho chúng ta không có vi phạm luật lao động hay là không có vi phạm luật công chức, nhưng mà ông ta vi phạm một cái luật lớn hơn ý, lớn bao trùm tất cả, đấy là luật nhân dân. Tức là nhân dân không thể chấp một cái người đứng đầu một cái đảng cầm quyền hay đứng đầu một cái nhà nước 95 triệu dân ý, mà trong tình trạng ốm đau bệnh tật, không đủ khả năng điều hành công việc của đất nước. Thì đấy là cái luật của nhân dân, là cái luật lớn nhất, và nhân dân không bao giờ chấp nhận một cái người như vậy vi phạm luật của mình. Thì khi mà không chấp nhận thì nhân dân phải có quyền đòi hỏi, ông ta phải từ chức, ông ta phải ra đi để nhân dân lựa chọn người khác. Thì đấy là tôi rằng cái luật lớn nhất là cái luật của nhân dân. Vâng, thêm một câu hỏi nữa của một bạn đọc hỏi rằng nhiều người cho rằng tin đồn về ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh là chiêu giả chết bắt quạ. Ông luật sư có thể nhận xét thế nào về quan điểm ông Trọng có giả chết bắt quạ hay không, về cái việc dư luận đồn thổi như thế này ạ? Vâng, đó thì bản thân tôi cũng có một bài viết về việc ông Trọng giả chết bắt quạ. Thì tôi biết rằng là cái gọi là cái sách lược giả chết bắt quạ thì nó có từ thời xa xưa, khi mà nó thường ở trong các cái nước độc tài hay là cái thể chế quân chủ ở trước đây. Thì bởi vì nó bưng bít được thông tin về tình trạng sức khỏe của một cái người đứng đầu chính quyền, đứng đầu nhà nước thì luôn luôn bị bưng bít, cho nên là nó mới những người đó cũng có thể lợi dụng vào đó. Thì khi một cái người tôi sơ qua lịch sử một chút, trước đây thì trong cuộc chiến nội chiến của Trung Quốc thì những cái vị tướng hay là những nhà vua của Trung Quốc thường có chiêu rất là nhiều, chẳng bị một vết thương thì họ mới giả là chết, để rồi nhử đối phương chủ quan tấn công vào, nhưng trước đó họ đã bày binh bố trận sẵn rồi để đánh sập đối phương. Thì đấy nó diễn ra suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc, thì luôn luôn cái chiêu giả chết quạ thì nó luôn luôn diễn ra là như vậy. Thế thì trong chính trị Việt Nam á, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng
giả chết quả là cái chuyện còn có khả năng xảy ra, ông ta bị hay là bị choáng, nói nhẹ nhất là bị choáng ở Kiên Giang là chuyện có thật. Thế thì nhân nhân dịp đó thì ông ta mới giả là bệnh nặng hơn hoặc là giả ở trong tình trạng nghiêm trọng hơn để cho các cái đối thủ chính trị của mình ngoi lên hoặc là bộc lộ những cái ý đồ để thông qua những cái mạng lưới an ninh hay mạng lưới tay chân của ông ta khắp nơi, ông ta phát hiện ra là những ai sẽ chống đối hay những ai đòi hỏi phát biểu ý kiến bày tỏ quan điểm đối nghịch với ông ấy, thì ông ta sẽ sau khi nắm hết được những cái thông tin như vậy rồi thì ông ta sẽ bất ngờ xuất hiện và sẽ trừng trị những người đó. Thì một trong cái sắp xếp mà chúng ta thấy vào ngày 14 năm khi mà ngày trong ngày đầu tiên xuất hiện một loạt các cái quan chức hoặc là cựu quan chức đã bị khởi tố tạm giam đó, thì ông ta tuyên bố rất là hùng hồn cái cuộc chiến chống tham nhũng này sẽ tiếp tục, còn làm phải làm căng là mạnh hơn nữa, làm ấy hơn nữa, tức là phải làm vụ to hơn nữa. Thì đấy thì rõ ràng là gì, trong quá trình lánh ra khỏi truyền thông ấy, thì ông ta cũng đã điều tra rất nhiều những cái đối thủ của mình đã bộc lộ ý định chống đối, thì cái khả năng cái việc mà ông ta giả chết bắt quạ là hoàn toàn có thể tin tưởng vào được cái giả thiết đấy được. Vâng, quả thật là nếu mà ông ta làm như vậy thì với vai trò là một chủ tịch nước và tổng bí thư thì những cái thủ đoạn như đó như vậy nếu có thì rất là tai hại phải không ạ? Và thêm một cái thông tin nữa, một bạn đọc hỏi là với tình hình ông Trọng mất tích như hiện nay, luật sư cho rằng ai là người trong Đảng Cộng sản ở Việt Nam có quyền lực nhất, và nếu ông Trọng không trở lại làm việc, chính thể Việt Nam sẽ phải xử lý tình huống này ra sao? Vâng, thì từ khi ngay từ lúc đầu nhiệm kỳ ấy, thì người ta cũng đoán là ông Trọng có thể làm một nửa nhiệm kỳ rồi sau đó sẽ chuyển ghế cho người khác, thì người đó là ai? Thì ban đầu dư luận ban đầu là tập trung vào gương mặt của ông Đinh Thiếu Hinh. Thế nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn ông Đinh Thiếu Hinh nhậm chức thường trực ban bí thư thì ông ta đổ bệnh và phải đi chữa bệnh cho tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện trở lại. Thì sau khi mà Đinh Thiếu Hinh đổ bệnh thì cái nhân vật số 2 tiếp theo được dư luận quan tâm thì đó là Trần Đại Quang. Thì người ta cho rằng là sau khi mà hết nhiệm kỳ Trần Đại Quang nghỉ hưu, ông Phú Trọng nghỉ hưu thì có thể Trần Đại Quang sẽ lấn sang cái ghế tổng bí thư và lúc có thể ông ta hợp nhất thành chủ tịch nước vào lúc đó. Thế nhưng mà bất ngờ ông Trần Đại Quang lại đổ bệnh rồi lại qua đời, thì người nhân thứ ba mà xuất hiện theo dư luận cho biết dự đoán có khả năng thay thế ông Phú Trọng đó là Trần Quốc Vượng. Thì ông Trần Quốc Vượng này chúng ta thấy ông ta rất là may mắn, ông ta thấy cái tình đi của ông ta rất là may mắn. Ông ta từ viện trưởng cảnh sát ông ta sang làm tránh văn phòng ủy ban trung ương, rồi ông ta lên đến trưởng ban kiểm trung ương. Và nếu như mà ông Đinh không bị bệnh, ông Trần Đại Quang không mất, thì có lẽ ông Trần Quốc Vượng cũng chỉ cái ghế trưởng ban kiểm trung ương hết nhiệm kỳ và đủ tuổi, thì lúc đó ông ta sẽ nghỉ hưu, không bao giờ có cơ hội hay là có cái thăng tiến nữa. Thế nhưng mà đùng một cái Đinh Thiếu Hinh đổ bệnh, ông ta nắm ngay cùng một lúc hai chức, vừa là chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, vừa là thường trực ban bí thư. Sau này thì ông ta nhường lại cái chức chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cho một người khác, một ông giám đốc học viện Hồ Chí Minh, thì có giữ chức thường trực ban bí thư. Thì rồi bây giờ đến lúc Trần Đại Quang qua đời thì ông Nguyễn Phú Trọng cùng lúc nắm hai chức, thì bây giờ Nguyễn Phú Trọng lại bệnh như vậy, thì rõ ràng cái ông Trần Quốc Vượng thay thế được gần như là khả năng rất là cao. Gần cách đây mấy ngày á thì ông Trần Quốc Vượng tham gia cuộc họp của Đảng ủy Công an Trung ương để thảo luận về cái báo cáo trình Đại hội Đảng toàn quốc vào nhiệm kỳ thứ vào 13 tới đây. Thì trong cái buổi đó thì ông ta chỉ đạo toàn bộ cái hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương, và ông ta có phát biểu là gì, kêu gọi quân đội cũng như là công an phối hợp với nhau để điều tra các cái vụ án chính trị nghiêm trọng để bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ. Thì những cái câu nói của những người như vậy thường nó ở trong miệng của trước đây thì hay là thì trong miệng ông Nguyễn Phú Trọng, trước nữa thì là của Tân Dũng, hay là thường là của Nguyễn Xuân Phúc, chữ Y ở trong miệng của cái ông Vượng. Thế nhưng mà để cho biết rằng là với phát biểu như vậy thì ông ta đã dọn đường cho mình để chuẩn bị ngồi đến cái vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản cũng như là của chức vị nước, và sẽ là người kế nhiệm Phú Trọng trong tương lai. Thì đấy, theo tôi đánh giá là Trần Quốc Vượng sẽ là như vậy, bởi vì tôi thấy con đường ông ta đến được cái vị trí như ngày hôm nay là ông ta rất may mắn, thì cái may mắn sẽ tiếp tục đến ông ta.
Nhưng mà cái may mắn của ông ta thì tôi cho đánh giá là sẽ là thảm họa của dân tộc, và không biết rằng ông ta có thể sẽ là người kết thúc cái sứ mệnh của Đảng Cộng sản trong trong nhiệm kỳ của ông ta hay không. Thì chúng ta hy vọng là sẽ người dân Việt Nam, một khi người dân Việt Nam hiểu được vấn đề và cùng đoàn kết để đấu tranh thay đổi đất nước của mình, thì tôi rằng là Trần Quốc Vượng sẽ là người người ngồi vào cái ghế cuối cùng của Đảng Cộng sản trong cái nhiệm kỳ đến đây, và khi hết nhiệm kỳ thì đất nước Nam sẽ thay đổi. Vâng. Vâng, quay lại vấn đề, luật sư cũng đã có tham gia rất nhiều hoạt động tại Đức, tại châu Âu và đặc biệt tại Nghị viện châu Âu, thì luật sư có thể cho biết quan điểm mà luật sư cảm nhận được của chính phủ Đức cũng như là các của Nghị viện châu Âu về vấn đề Việt Nam cần phải thay đổi thể chế chính trị hoặc là cần phải có cái nhà nước pháp quyền như thế nào ạ? Vâng, thì cái điều đấy là điều mà không chỉ là Âu mà tất cả các cái quốc gia dân chủ văn minh trên thế giới đều mong muốn Nam thay đổi để làm sao đảm bảo được cái sự công bằng cho chính người dân Việt Nam, và nó đem lại cái sự ổn định cho khu vực cũng như là sự đóng góp của nước Việt Nam dân chủ và cái hòa bình chung của thế giới. Thì tôi biết rằng là từ rất lâu rồi, từ gần 10 năm nay, thì giữa EU và Việt Nam đã có cơ chế đối thoại về nhân quyền nhằm mục đích là bảo vệ các quyền con người Việt Nam cũng như thúc đẩy nhà cầm quyền của sản Việt Nam tôn trọng các quyền con người cũng như là một cái tiến trình dân chủ cho đất nước. Và Đức cũng vậy, Đức thì không có đối thoại về nhân quyền nhưng mà Đức có đối thoại về nhà nước pháp quyền, và các cái tổ chức phi chính phủ của Đức thì cũng nhận tiền từ Quốc hội Đức và hỗ trợ rất nhiều các cái dự án để nhằm cải thiện cái nâng cao cái nhận thức về quyền con người cho cái hệ thống cơ quan tư pháp Việt Nam. Thì tôi biết rằng là rất nhiều những cái quan chức của các ngành như tòa án, viện kiểm sát hay là công an của Việt Nam cũng đã được đi sang Đức tham quan và học tập một năm rất nhiều như vậy. Phía Đức thì luôn muốn khi họ học tập ở những cái nền dân chủ văn minh về nhà nước pháp quyền của Đức thì họ sẽ mang về mà áp dụng ở Việt Nam và từng bước cải thiện. Và tôi biết rằng là vào tháng 9 tới đây còn có một đoàn luật sư của Việt Nam được phía Đức mời sang để tham quan và học tập tại Đức. Thì cái việc này thì khi mà tôi ở Việt Nam tôi chịu bắt thì tôi đã vận động đại sứ quán Đức cũng như là khi gặp các đoàn quốc hội của Đức thì tôi đã vận động lâu rồi, và năm nay năm 2019 là đầu tiên phía Đức mời của Việt Nam sang Đức nữa. Và tôi biết rằng một số những người luật sư mà đã có tên tuổi trong việc đấu tranh nhân quyền Việt Nam thì mời trong danh sách đó. Thì đấy là cái quan tâm của Đức rất là nhiều, họ cũng đã chi rất nhiều tiền để giúp cho Việt Nam cải thiện cái tư pháp cũng như để thực thi bảo vệ các quyền con người. Và tôi cũng biết rằng là nếu như một nước Việt Nam mà có dân chủ thì nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn, nó không chỉ đương nhiên là cho người dân Việt Nam là đương nhiên rồi, nhưng mà nó sẽ đóng rất lớn vào trong cái tiến trình chung của thế giới. Tôi đọc bài của anh Trần Nghi Thức, anh viết cách đây hơn 10 năm, anh đã nhận định rất là rõ rồi. Nếu một nước Việt Nam có dân chủ thì nó sẽ tác động vào cái sự dân chủ hóa ở Trung Quốc, và nó sẽ làm cho người dân Trung Quốc, và khi đó Việt Nam có dân chủ thì sẽ được các cái nước như Mỹ hay châu Âu đầu tư để giúp cho cái nền dân chủ Việt Nam phát triển một cách mạnh mẽ và hoàn thiện, rồi giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nữa, để cho cái nước tài như Trung Quốc, mấy người dân Trung Quốc nhìn thấy một nước dân chủ nó là như thế, hưởng được quyền con người như thế, và nó sẽ thúc đẩy cho người dân Trung Quốc đòi hỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc phải thay đổi giống như Việt Nam. Đấy, thì tôi nghĩ là một cái tiến trình của Việt Nam nó sẽ tác động không chỉ là nó đem lại ích cho Việt Nam mà nó sẽ tác động vào một cái thể chế chính trị Trung Quốc. Cho nên là nó được nhận được sự quan tâm rất lớn từ EU, từ Đức cũng như là các cái quốc gia khác trên thế giới. Tôi cũng có nói chuyện với rất nhiều những người Trung Quốc đấu tranh dân chủ, hiện là một cái vị lãnh đạo phong trào sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn vào năm 1989 vào trước khi tôi đến Geneva, tôi gặp ông ấy. Và ông khi mà nói chuyện với nhau thì ông ấy, tôi hỏi là theo ông đánh giá thì Việt Nam hay là Trung Quốc sẽ có dân chủ trước, thì ông ta nói là gì, Việt Nam là chắc chắn sẽ có dân chủ trước, chứ không thể nào Trung Quốc có dân chủ trước Việt Nam được, và Việt Nam mặc dù thì chắc chắn là nó sẽ có tác động ảnh hưởng rất là lớn đến với Trung Quốc. Thì đấy, thì chúng ta biết rằng là Việt Nam nằm ở cái vị trí chiến lược vô cùng là quan trọng đối với thế giới, cho nên các nước luôn luôn mong muốn đất nước Việt Nam của chúng ta có dân chủ để nó tác động đến cái nền chính trị ở Trung Quốc. Nếu mà nước Trung Quốc dân chủ thì chắc chắn là tôi đảm bảo là dân chủ, nhưng dân chủ thì chắc chắn là thế giới sẽ có hòa bình, không bao giờ có được cái sự đe dọa, không bao giờ có chúng ta e ngại chiến tranh nữa, nó sẽ góp phần rất là lớn. Cho nên Trung Quốc muốn dân chủ thì nghĩa Việt Nam cần phải dân chủ trước, là chúng ta sẽ nhận được cái sự
quan tâm và ủng hộ rất lớn từ cộng đồng quốc tế. Vâng, thêm một cái câu hỏi mà bạn đọc nói, hỏi rằng là khi mà công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO chưa được phê duyệt, tức là chưa được thực hiện ở Việt Nam, mà chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh để đòi hỏi cái quyền lợi của người dân, của bản thân chúng tôi là những người lao động, và khi chúng tôi gặp những khó khăn bị chính quyền gây sức ép, thì chúng tôi có thể đến những tổ chức nào ở Việt Nam để có thể kêu gọi họ ủng hộ chúng tôi, để giúp chúng tôi tránh hoặc là giảm bớt cái sự cưỡng ép của chính quyền đối với việc mà chúng tôi đấu tranh ạ? Vâng, nếu như mà đối với trong nước thì quý vị là trong tất cả các tỉnh ở Việt Nam ấy, thì đều có các đoàn đại biểu quốc hội, và các đoàn đại biểu quốc hội này đều có cái văn phòng của họ ở tại tại tỉnh, tại cái gọi là cái khu phủ của tỉnh. Thì cái nơi đầu tiên các bạn kêu thì nên đến gặp những cái đại biểu quốc hội mà chính các bạn là người bỏ phiếu bầu nó, yêu cầu họ nói gì. Quý vị được tôi bỏ phiếu, quý vị là người đại diện của tôi, thì trước hết quý vị phải bảo vệ cho quyền lợi của tôi. Tôi tin rằng là mặc dù các đại biểu quốc hội họ cũng là đảng viên đảng cộng sản thôi, nhưng họ không thể nào từ chối được cái yêu cầu của cử tri của mình khi mà cử tri yêu cầu. Thì rằng đây có lẽ từ xưa nay á, rất nhiều người dân Việt Nam đi không quan tâm đến cái việc đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là đến lúc mình phải đòi hỏi những cái người mà đóng thuế để nuôi họ, họ sống, họ làm việc bằng cái tiền thuế của mình, và họ được mình bỏ phiếu để bầu lên đó, mặc dù cái việc bầu lên đấy không phải là không cái lá phiếu của mình nó không có tính chất quyết định bởi vì cái sự sắp xếp đó, nhưng mà dù sao mặt hình thức mà nói thì họ vẫn được lên bởi vì chính lá phiếu của mình. Thế nên mình có quyền đòi hỏi họ phải bảo vệ cho quyền lợi thực tế của mình. Thì đây là cái câu tốt nhất để mà chúng ta kêu gọi. Ngoài ra thì có những cái tổ chức không được nhà nước công nhận, hay là có những người hoạt động về bảo vệ, hoạt động xã hội dân sự hay hoạt động nhân quyền, thì quý vị có thể gặp những người đó để nhờ họ gửi những cái tin bị áp bức, bị đàn áp ra các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế để chúng ta đưa lên truyền thông. Thì bằng hai con đường đó thì tôi tin rằng là những cái vụ việc đấy nó sẽ bị giảm bớt, bị áp bức, bị đàn áp. Tôi chưa chắc đấy là hai cách hiệu nhất thì cũng phải. Vâng, rất cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài hôm nay đã có cái cuộc gặp truyền hình trực tiếp với Thời báo .de từ Berlin để chia sẻ những cái thông tin quý báu về việc Quốc hội Việt Nam đã về công ước 98 được trình lên Quốc hội Việt Nam, và về cái sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong cái buổi mà ông ta nói rằng là ngày hôm đó ông sẽ có mặt nhưng hôm nay thì chúng ta không thấy. Và chắc chắn rằng bạn đọc trong thời gian tới sẽ còn đặt nhiều câu hỏi tiếp cho luật sư cũng như là những cái chương trình tiếp theo. Vậy rất mong luật sư giữ gìn sức khỏe và tiếp tục gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với bạn đọc của Thời báo .de. Vâng, cảm ơn nhà báo Lê Trung Khoa đã có lời mời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xem buổi nói chuyện của chúng tôi. Và tôi mong rằng là tôi sẽ có những cái cố gắng đóng góp những cái sự hiểu biết của mình để quý vị giải đáp phần nào những cái thắc mắc của quý vị trong cái đời sống văn hóa xã hội tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn luật sư. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi buổi trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay 29 tháng 5, 2019 với luật sư Nguyễn Văn Đài, và giải đáp câu hỏi về việc vắng mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi trình lên Quốc hội công ước 98 ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin chào các bạn.